Xin chào các em học sinh thân mến. Cô là Phạm Quỳnh Liên, giáo viên trường tiểu học Hồng Tiến 1, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Rất vui được đồng hành cùng các em trong bài học ngày hôm nay. Tiếng Việt lớp 1, phần Uyên, Uyết. Ở bài học này, các em cần nắm được các nội dung theo quy trình 4 việc. Việc 1. Học vần uyên, uyết. Việc 2. Viết vở, em tập viết. Việc 3. Đọc sách giáo khoa. Việc 4. Viết chính tả. Các em cần chuẩn bị vở ô ly, vở nháp vẽ sẵn hai mô hình, vở em tập viết tập 2, sách tiếng Việt tập 2. Giờ trước, các em đã được học cặp vần in, ít. Đưa vần in, ít vào mô hình. Chúng ta cùng đọc lại mô hình. In, y, n, in, âm chính y, âm cuối n. Ít, y, tờ, ít, âm chính y, âm cuối tờ. Các em cho biết vần in, ít thuộc kiểu vần nào chúng ta đã học? Vần in, ít thuộc kiểu vần có âm chính và âm cuối. Hôm nay chúng ta sẽ làm tròn môi phần in, phần ít để được cặp vần mới. Chúng ta bắt đầu vào việc 1. Các em hãy phát âm lại cho cô. In, ít. Khi phát âm vần in, vần ít, môi của các em đã tròn chưa? Khi phát âm vần in, vần ít, môi của chúng ta chưa tròn. Bây giờ chúng ta làm tròn môi từng vần một nhé. Đầu tiên chúng ta làm tròn môi vần in. Vậy muốn làm tròn môi vần in, ta làm như thế nào? Muốn làm tròn môi vần in, ta thêm âm đệm. Các em hãy thêm âm đệm vào trước vần in. Khi thêm âm đệm vào trước vần in, ta được vần mới nào? Thêm âm đệm vào trước vần in, ta được vần mới. Uyên. Nghe cô phát âm mẫu. Uyên. Các em cùng phát âm và phân tích nhé. Uyên. U, in, uyên. Âm đệm u, âm chính y, âm cuối n. Phần uyên gồm có mấy âm? Đó là những âm nào? Phần uyên gồm có 3 âm. Đó là âm đệm u, âm chính y, âm cuối n. Các em hãy đưa phần uyên vào mô hình. Khi đưa phần uyên vào mô hình, các em lưu ý nhớ lại luật chính tả. Âm y đứng sau âm đệm phải ghi bằng con chữ y dài. Chúng ta cùng đọc và phân tích trên mô hình. Uyên, u, in, uyên. Âm đệm u, âm chính y, âm cuối n. Đã có phần uyên, bây giờ các em hãy thêm âm đầu bằng các phụ âm đã học để tạo tiếng mới. Khi thêm âm đầu, cô có các tiếng sau. Mời các em cùng đọc. Huyên, xuyên, luyên,
tuyên. Các em cùng đọc và phân tích tiếng huyên. Huyên, hờ, uyên, huyên. Đọc và phân tích tiếng tuyên. Tuyên, tờ, uyên, tuyên. Bây giờ các em hãy đưa tiếng tuyên vào mô hình. Tiếng tuyên có thanh gì? Đúng rồi, tiếng tuyên có thanh ngang. Thay thanh vào tiếng tuyên để có tiếng mới. Cô có các tiếng mới sau. Mời các em đọc cùng cô nào. Tuyên, tuyền, tuyến, tuyển, tuyển, tuyệt. Các em đọc và phân tích tiếng tuyến. Tuyến, tuyên, sắc, tuyến. Đọc và phân tích tiếng tuyển. Tuyển, tuyên, hỏi, tuyển. Phần uyên có thể kết hợp được với mấy thanh? Phần uyên kết hợp được với 6 thanh. Vị trí dấu thanh đặt ở đâu? Vị trí dấu thanh luôn đặt ở trên hoặc dưới âm chính Y. Vừa rồi, các em đã được học phần uyên. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu phần mới nữa nhé. Các em làm tròn môi phần ít. Làm tròn môi phần ít, ta được phần mới nào? Làm tròn môi phần ít, ta được phần mới uýt. Nghe cô phát âm uýt. Các em cùng phát âm lại và phân tích phần uýt nhé. Uýt, u, ít, uýt. Âm đẹp u, âm chính y, âm cuối tờ. Phần uýt gồm có mấy âm, là những âm nào? Phần uýt gồm có 3 âm, đó là âm đẹp u, âm chính y, âm cuối tờ. Các em hãy đưa phần uýt vào mô hình. Các em cũng lưu ý luật chính tả. Âm y đứng sau âm đẹp phải ghi bằng con chữ y dài. Đọc và phân tích phần uýt trên mô hình. Uýt, u, ít, uýt. Âm đẹp u, âm chính y, âm cuối tờ. Chúng mình cùng nhớ lại xem phần có âm cuối tờ kết hợp được với mấy thanh. Đó là những thanh gì? Đúng rồi, phần có âm cuối tờ kết hợp được với 2 thanh, đó là thanh sắc và thanh nặng. Phần ít cũng vậy, chỉ kết hợp được với 2 thanh. Bây giờ các em thêm âm đầu và thêm thanh để có tiếng mới nhé. Ta có các tiếng sau. Các em đọc theo cô nào. Huýt, nguýt, luýt, tuyệt, suýt, suỵt. Đọc và phân tích tiếng nguýt. Nguýt, nguýt, sắc, nguýt. Đọc và phân tích tiếng suỵt. Suỵt, suỵt.
nặng, xịt. Các em cho cô biết, các em vừa được học cập vần gì? Chúng mình vừa được học cập vần uyên, uýt. Nhìn lên mô hình và so sánh, vần uyên, vần uýt có điểm gì giống và khác nhau? Vần uyên và vần uýt giống nhau đều có âm đệm u, âm chính y. Khác nhau, vần uyên có âm cuối n, vần uýt có âm cuối t. Vì khác nhau âm cuối nên việc kết hợp với các thanh cũng khác nhau. Vần uyên kết hợp được với 6 thanh, vần uýt chỉ kết hợp được với 2 thanh là thanh sắc và thanh nặng. Các em tìm cặp từ có chứa vần uyên, uýt. Cô có các cặp từ sau, mời các em đọc cùng cô. Huyên, huyết. Xuyên, suýt. Xuyên, suýt. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong việc 1. Cô trò mình cùng chuyển sang việc 2. Trên màn hình, đây là chữ hoa G cỡ nhỏ. Hãy quan sát và cho cô biết chữ hoa G cỡ nhỏ cao mấy ly, gồm mấy nét. Chữ hoa G cỡ nhỏ cao 4 ly, gồm 2 nét. Nét 1 là sự kết hợp của nét cong dưới và nét cong trái nối liền nhau tạo thành vòng xoắn to ở đầu, gần giống với chữ hoa cờ các em đã học. Nét 2 là nét huyết dưới. Các em cùng đọc theo cô. G. Tiếp theo, các em đọc chữ ghi vần và các chữ ghi tiếng, ghi từ trên màn hình. Uyên, uýt. Tuyên, huýt. Màn tuyên, huýt sáo. Quan sát cho cô biết con chữ nào cao 1 ô ly rưỡi. Con chữ cao 1 ô ly rưỡi là con chữ tờ. Con chữ nào cao 2 ô ly rưỡi? Con chữ cao 2 ô ly rưỡi là con chữ y dài, con chữ hờ. Các con chữ còn lại cao 1 ô ly. Riêng con chữ sờ, khi viết, các em lưu ý viết cao hơn 1 ô ly một chút. Các em cần lưu ý khi viết các chữ ghi từ. Khoảng cách, chữ cách chữ là 1 ô ly nhỏ hay chính là 1 thân con chữ O cỡ nhỏ đấy. Bây giờ, các em chú ý quan sát cô hướng dẫn các em viết. Chữ hoa G cao 4 ô ly, gồm 2 nét. Đặt bút giữa đường kẻ ngang 3 và đường kẻ ngang 4, viết nét cong dưới. Liền mạch, viết nét cong trái. Dừng bút trên đường kẻ ngang 2, chuyển hướng bút, viết nét huyết dưới cao 2 ô ly rưỡi. Dừng bút giữa đường kẻ ngang 1 và đường kẻ ngang 2. Các em quan sát tiếp cô hướng dẫn viết chữ ghi vần uyên. Chữ ghi vần uyên
gồm 3 con chữ. Đặt bút giữa đường kẻ ngang 1 và đường kẻ ngang 2, viết con chữ U. Từ điểm dừng bút con chữ U, liền mạch, viết con chữ Y. Từ điểm dừng bút con chữ Y, liền mạch, viết con chữ N. Dừng bút giữa đường kẻ ngang 1 và đường kẻ ngang 2, ta được chữ ghi vần, uyên. Cô hướng dẫn tiếp các bạn viết chữ ghi vần uyên. Đặt bút giữa đường kẻ ngang 1 và đường kẻ ngang 2, viết con chữ U. Từ điểm dừng bút con chữ U, liền mạch, viết con chữ Y. Từ điểm dừng bút con chữ Y, liền mạch, viết con chữ T. Dừng bút giữa đường kẻ ngang 1 và đường kẻ ngang 2, nhấc bút, viết nét ngang con chữ T. Ta được chữ ghi vần uyên. Như vậy, các em đã nắm được quy trình viết. Bây giờ, các em mở vở tập viết. Em tập viết trang 49. Trên màn hình là nội dung bài viết giống trong vở em tập viết của các bạn. Cùng đọc bài theo cô nhé. G, 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 Uyên, Uyết, Tuyên, Huyết, Màn Tuyên, Huyết Sáo. Nội dung bài viết ngày hôm nay sẽ là tô hai dòng chữ hoa G, viết một dòng chữ hoa G, viết một dòng chữ ghi vần uyên, một dòng chữ ghi vần uyết, một dòng chữ ghi tiếng tuyên, một dòng chữ ghi tiếng huyết, một dòng chữ ghi từ màn tuyên, một dòng chữ ghi từ huyết sáo. Trước khi viết bài, chúng mình nhắc lại tư thế ngồi viết nào. Chân vuông góc mặt đất, lưng thẳng, không tì ngực vào bàn. Tay phải cầm bút, tay trái giữ vở. Mắt cách vở từ 20 đến 30 cm. Cô mời các em viết bài. Qua việc kiểm tra bài viết, cô khen các em viết bài rất tốt. Như vậy là chúng mình đã hoàn thành tốt việc 2 rồi đấy. Cô trò chúng mình sẽ tiếp tục sang việc 3. Đây là bài đọc trong sách giáo khoa trang 96. Các em đọc thầm bài. Bây giờ cô trò mình cùng đọc to cả trang nhé. Các bạn chỉ tay theo cô đọc. In, uyên, uyên, u, in, uyên, âm đẹp u, âm chính y, âm cuối n. Ít, uyết, uyết, u, ít, uyết, âm đẹp u, âm chính y, âm cuối tờ. Xoắn suýt, quấn quýt, xe quýt, quả quýt, tu huyết, màn tuyên. Xoắn suýt lấy nhau. Chúng ta tiếp tục chuyển sang phần bài đọc trang 97. Đầu tiên,
chúng ta sẽ cùng luyện đọc các chữ màu đỏ ở phần đầu của trang. Các em chú ý khi đọc phân biệt các cặp từ đó cho đúng. Mời các bạn đọc cùng cô. Ăn quýt, ăn quýt. Suýt soát, suýt soát. Các em hãy tìm tiếng chứa vần uyên, uýt trong các cặp từ này. Các tiếng chứa vần uyên, vần uýt là các tiếng mà cô gạch chân. Quýt, quýt, suýt, suýt. Tiếp theo, cô trò chúng ta cùng luyện đọc bài tập đọc trên xe buýt. Các em đọc thầm bài, dùng bút chì gạch chân dưới các tiếng có chứa vần uyên, uýt. Trong bài này không có các tiếng chứa vần uyên, chỉ có tiếng chứa vần uýt, đó là các tiếng uýt, huýt. Chúng mình cùng đọc các tiếng này. Huýt, huýt. Nội dung bài còn có một câu văn dài, các em nghe cô hướng dẫn cách đọc như sau. Chớ thò đầu ra ngoài, nhỡ cành cây quệt vào hay gió cuốn bay mất mũ. Các em lưu ý, ngoài ngắt hơi sau dấu phẩy, các em còn ngắt hơi ở chỗ cô đánh dấu bằng gạch đỏ. Mời các em đọc lại cùng cô. Chớ thò đầu ra ngoài, nhỡ cành cây quẹt vào hay gió cuốn bay mất mũ. Bây giờ chúng ta đọc lại toàn bài. Trước khi đọc toàn bài, cô lưu ý các em đọc ngắt hơi ở dấu phẩy và nghỉ hơi ở dấu chấm nhé. Mời các em đọc cùng. Trên xe buýt, bé Nguyên đi xe buýt, nó luôn thò đầu ra ngoài, ba nó nhắc hoài. Chớ thò đầu ra ngoài, nhỡ cành cây quệt vào hay gió cuốn bay mất mũ. Vậy mà bé Nguyên vẫn quên, cứ thò đầu ra ngoài. Lần này ba nó nhấc lấy mũ giấu đi. Ba đã bảo mất mũ mà. Bé Nguyên tin là thật, òa lên hu hu. Ba nó dỗ. Bé nhắm mắt lại, huýt sáo là mũ quay về liền. Bé Nguyên nhắm mắt, huýt sáo rõ to. Tự nhiên mũ đã ở trên đầu. Nó khoái quá. Bây giờ các em luyện đọc bài trong sách của mình. Qua phần đọc, cô thấy các em đọc bài tương đối rất là tốt. Các em cùng suy nghĩ trả lời cho cô câu hỏi. Khi đi trên xe buýt hay các phương tiện giao thông, các em có thò đầu ra ngoài như bé Nguyên không? Các em ạ, khi tham gia giao thông trên đường, các em còn nhỏ nên phải đi cùng người lớn. Khi ngồi trên các phương tiện giao thông, các em cần ngồi ngay ngắn, không được thò đầu ra ngoài như bạn Nguyên để tránh điều đáng tiếc có thể xảy ra. Bây giờ, cô cùng các em đọc to câu cuối bài. Hàng thịt, nguyết hàng cá. Vừa rồi, chúng ta đã hoàn thành việc 3. Để giúp các em luyện kỹ năng nghe viết, chúng mình cùng sang việc 4
Việc 4, viết chính tả. Hôm nay, cô, các em sẽ viết một đoạn trong bài Trên xe buýt. Trên màn hình là nội dung bài viết. Các em cùng đọc to theo cô. Trên xe buýt, bé Nguyên đi xe buýt. Nó luôn thò đầu ra ngoài. Ba nó nhắc hoài: chớ thò đầu ra ngoài, nhỡ cành cây quệt vào hay gió cuốn bay mất mũ. Vậy mà bé Nguyên vẫn quên, cứ thò đầu ra ngoài. Lần này ba nó nhấc lấy mũ giấu đi. Ở bài viết này, các em chú ý các chữ khó viết: xe buýt, dấu. Bây giờ cô mời các em lấy vở ô ly, bút mực để viết bài. Trước khi viết, các em cần ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng và quan sát kỹ cách trình bày trên bảng để trình bày theo cho đẹp nhé. Các em nhờ bố mẹ đọc cho các em viết. Các em đã sẵn sàng chưa? Thời gian viết bắt đầu. Qua thời gian viết bài, cô khen các em viết bài tốt. Cô cho mình đã học xong tiết tiếng Việt. Các em nhắc lại, hôm nay học vần mới nào? Hôm nay chúng mình học cặp vần win, with. Sau này, sau bài học, các em cần đọc bài cho lưu loát, hoàn thành bài trong vở em tập viết, hoàn thành bài chính tả, nhờ bố mẹ chụp và gửi bài lên Zalo để cô giáo chủ nhiệm kiểm tra. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chào các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Hẹn gặp lại các em vào tiết học sau.